Rồi thì chúng ta sẽ đến với món gà đốt lá chúc. Nó thật sự là đốt, bắt đầu Hương nghe là Hương tưởng là mình sẽ là nướng hay là dùng cái lá chúc đốt lên để lấy cái hơi, nhưng mà thật sự ra là gà chiên lá chúc. Anyway, cũng rất là ngon, để em thử nha. Cái đường thịt rất là thấm, lá chúc rất là thơm, đặc biệt là muối ớt có bằm lá chúc vô nữa, cái tinh dầu rất là thơm. Miếng nữa nha. Đây là quán gà đốt lá chúc, có thể nói là ngon nhất ở khu vực này, bởi vì khi mà mình vô chỗ khu hộ thơm mít có rất là nhiều quán ở phía bên ngoài, nhưng mà theo rất nhiều review của các bạn ở trên mạng thì mình sẽ thẳng lên luôn là quán gà đốt lá chúc ở đây rất là ngon. Tiếp theo là cái má đùi ha, phải không? Ngồi cảm ơn con. Này gà lá chúc sẽ ăn với lại salad. Quay ăn hết rồi cho mọi người xem. Cái gà đi bộ này ngon nữa đúng không? Gà đây là gà leo bảy núi cho nên là lúc nào cũng rất là dai. Gà đi bộ. Quân thì mọi người hai người ăn một con rồi share cùng với một chỉ cơm nữa là vừa.